Xin chào các bạn. Hôm nay mình quay một cái mô hình làm đường của người Đức này, các bạn nhìn này. Xe chạy tấp nập vẫn cứ hai luồng, luồng bên này và luồng bên kia, không ảnh hưởng tắc đường các bạn ạ. Và người ta quay thì rất là an toàn, lao động rất là an toàn giữa người dân và người làm đường, không có một cái gì gọi là trắc trở cả. Họ làm rất là khoa học thì mình không biết. Bây giờ thì nói chung là các nước này nó cũng tiên tiến, nó cũng như nhau cả. Nhưng mà cái có một lần nhé, mình ở Việt Nam, mình không phải ở Việt Nam mà mình đi công việc đấy, cùng mấy em mình, thì mình thấy là làm đường ấy, sỏi cát đổ đầy đường, đổ đống to. Xong cũng vì cái sỏi cát đấy mà cái người dân ấy, là người ta đi đêm ấy là cũng không nhìn thấy là xe ô tô đâm vào cái đống cát ấy, cũng bị tai nạn, cũng bị chết. Mà ở đây ấy là người ta làm đường này, mà những cái chỗ mà cần thiết nhá là họ có cái đèn nháy, họ để cái đèn nháy suốt ngày suốt đêm luôn, không bao giờ bị xảy ra cái tai nạn gì. Mà đây là cái mô hình của họ đây. Thế rồi ví dụ như là cái xe ô tô ấy, là ở đây người ta quy định là phải có cái tờ gai X. Nó gọi là tờ gai X, nó là cái tam giác ba góc đấy. Thì khi mà xe mà có vấn đề gì ấy, là người ta để cách, người ta quy định là cách xa cái chỗ xe đỗ là khoảng 10 mét. Nhưng mà ở Việt Nam thì không có. Việt Nam thì bẻ cành cây, đây là hai người đi kiểm tra ô tô khi mà người ta đỗ trái đấy các bạn, đỗ cái chỗ đỗ xe không đúng quy định ấy, hoặc là phải mất tiền mua vé nhưng mà nó bị quá hạn rồi đấy, thì không mua là cũng bị. Rất là hay các bạn ạ. Đấy, cái mô hình mà đây là giữa trung tâm nhé, giữa trung tâm nước Đức đấy. Nhưng mà cái mô hình làm đường của người ta phải nói là rất là tuyệt vời. Chứ mình vào Việt Nam mình thấy đấy, cứ xảy ra tai nạn không đáng tiếc các bạn, đáng lẽ không bị nhưng mà do cái cách làm ăn là bị. Còn cái bên này thì người ta làm lại đường mà lâu lắm rồi các bạn ạ, hai năm nay chưa xong. Nhưng chỗ này thì tuyệt đối chắn hẳn này, không cho người đi vào đây. Nhưng mà người ta không cho đi vào đây thì người ta chuyển đi đường khác các bạn ạ, có đường khác đi, bắt buộc là phải đấy. Các bạn nhìn này, xe đi lại tấp nập nhưng mà không hề bị cản trở giao thông nhé. Đấy, mà người ta chắn, người ta làm số lượng người làm rất là ít các bạn nhìn nhé. Đấy, chỉ có mấy người, người ta mặc cái đồ vàng nhé. Đấy, rất là ít người làm. Một cái nước tân tiến các bạn, rất là khoa học. Đây là nó có đèn, còn nếu không có đèn thì người ta có cái, nó có cái đèn nó chắn, nó để nó cứ nháy nhủ suốt đêm suốt ngày. Đi chờ đèn sang đường. Trong này là một cái, nó gọi là siêu thị này, trong nó có đủ thứ. Đèn xanh thì đi bộ sang, ô tô phải đỗ lại các bạn.
chấp hành nghiêm chỉnh lắm. Đây, nếu người ta đổ là người ta chắn như này, chắn kín này, không bao giờ xảy ra lao động, xảy ra cái tai nạn lao động. Các bạn nhìn cái đèn này kìa, đây, cái đèn đỏ đỏ trên cái đầu ấy đấy, đấy là người ta để đấy. À, cái chỗ nào cần thiết là họ bật nháy suốt, nháy để cho tối đêm với mọi người dân biết. Mặc dù là thành phố nhá, đèn sáng trưng nhưng mà người ta vẫn phải để nguyên tắc các bạn. Đây là cái mô hình làm đường đấy. À, làm đường là người ta kia, cái chỗ kia là hai cái xanh xanh là cái toilet, cái toilet cơ động đấy, và cái vàng vàng ấy là cái đấy là để cho mọi người, những người làm ấy là họ nghỉ giải lao, họ ăn uống nghỉ ngơi trong đấy, trong đấy cũng có đầy đủ các thứ. Ok nha các bạn nhé, bye bye các bạn nhé, mong các bạn xem video giúp đỡ mình nhé. Bye bye.